Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chương trình Chất lượng Cuộc Sống vô cùng hoan hỷ được gặp lại toàn thể quý danh nhân Phật tử, các bạn trẻ, những người hâm mộ Phật Pháp trong chương trình Chất lượng Cuộc Sống đến tham dự ngày hôm nay tại hội trường Sir Walter Residen, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, chương trình Chất lượng Cuộc Sống hôm nay là ngày kỳ thứ 108. Ban tổ chức một lần nữa được cung đón và cung kính giới thiệu trên pháp tòa sự hiện diện của Ngài Tiến sĩ Khangser Rinpoche. Xin trân trọng giới thiệu. Lời đầu tiên, ban tổ chức xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một thời pháp thoại vô lượng an lạc và có nhiều thành tựu tốt đẹp. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trước khi chương trình chính thức bắt đầu, chúng tôi xin điểm qua sơ nét về tiểu sử của Ngài Khangser Rinpoche. Tôn sư Khangser Rinpoche là một vị Lạc Ma chuyển thế. Ngài tốt nghiệp thủ khoa tiến sĩ Phật giáo tại Damasala vào năm 2005. Năm 2011, Ngài sáng lập cơ sở bảo tồn văn hóa Phật giáo Nhiên Đăng tại Kathmandu, Nepal. Hàng năm, Ngài thường có lịch giảng khắp các nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước như Mỹ, Đài Loan, Ấn Độ, Nepal, Mông Cổ, các nước châu Âu, và trong đó có Việt Nam chúng ta, là Ngài có lịch giảng thường kỳ vào các năm. Và hôm nay tại Việt Nam thì Ngài dành đặc biệt một thời pháp thoại tại Sir Walter Residen, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, đại diện cho miền Nam. Ngoài các việc giảng dạy tại các trường Phật học, Ngài còn giảng dạy tại các trường đại học quốc gia, các công ty. Đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta, Ngài cũng đã từng giảng ở công ty bảo hiểm, Ngân hàng Thế giới World Bank, Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng HSBC và các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, Thầy còn đi giảng ở các bệnh viện, các trại tù, vân vân. Đó là thể hiện tinh thần từ bi của nhà Phật. Ngài không ngại gian khó, đi từ nước này sang nước khác để truyền tải giáo lý của Đức Phật đến với mọi người. Và hôm nay, trong chương trình Chất lượng Cuộc Sống kỳ thứ 108 của chúng ta, Ngài sẽ đến với chương trình chúng ta qua một chủ đề rất ý nghĩa và thiết thực đối với một danh nhân Phật tử. Chủ đề suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. I came here Vietnam so many times and I spoke a lot. So now today I have nothing left to speak. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần rồi và thật ra cũng nói đã nhiều rồi, cho nên hôm nay không biết phải nói gì thêm. And especially regarding about the stress managing, thinking positive, I talk quite a lot. Maybe you all know that what I'm going to talk. Đặc biệt về cái mảng chủ đề quản lý căng thẳng áp lực cuộc sống và làm sao mình có thể có những suy nghĩ tư duy tích cực trong cuộc sống. Tôi nghĩ tôi đã nói về chủ đề này khá là nhiều lần, nên chắc là quý vị cũng biết là tôi sẽ nói những gì. So now you look at the topics today, the thinking positive. Chủ đề hôm nay thì tôi sẽ nói về suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. I just know that this topic just this morning, what my topic that I have to speak, the thinking positive. Tôi chỉ mới biết là hôm nay tôi phải nói chủ đề này mới sáng nay thôi. So also I have not prepared for my talk. Với lại đến đây thì bởi vì biết chủ đề mới từ buổi sáng cho nên cũng chưa có chuẩn bị gì. And the second thing is when you talk about the thinking positive. Nhưng mà khi chúng ta nói là chúng ta có suy nghĩ tích cực. This topic on whether thinking positive, this is a very, the common and the popular. Thì ngay cái tên của cái chủ đề nó cũng rất là phổ biến. Very easy and a very short and a very effective way I can tell you the one point. Một cái cách đơn giản để sống suy nghĩ tích cực, một cách đơn giản, một cách ngắn nhất, cách dễ nhất thì tôi có thể nói ngắn gọn như thế này. How you can build up the positive thought. Làm sao mình có thể xây dựng được cái lối sống tích cực trong tâm của mình? Very short sentence I can tell you, very short sentence. Tôi sẽ nói một câu ngắn gọn thôi. Search in Google. Dạ, chúng ta có thể tìm lên trên Google. Easiest way. Dạ, cách dễ nhất. Thousands of the answer you will get from Google. Dạ, chắc chắn mình sẽ có hàng nghìn câu trả lời. So this is the easiest way. Dạ, tôi nghĩ đó là cách dễ nhất. Because right now you will look at this the century time, the 21st century. We are very much living with the technology. Bởi vì trong thế kỷ 21, thế kỷ hiện đại này, chúng ta sống với công nghệ tiến bộ. Solution, we will ever to try to find a solution more through the technology. Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho những vấn đề của mình thông qua công nghệ nhiều hơn. But we will never think that the one thing in our life. Nhưng mà trong cuộc sống mình có một điều thế này. Will there any possibilities of the generating the positive thoughts through our own practice? Through our practice can we generate that? Mình cần phải đặt ra một cái câu hỏi như thế này. Liệu có cái phương pháp nào có thể tự rèn luyện cho bản thân mình để mình có được cái lối sống tích cực và những cái quan điểm tích cực hơn trong cuộc sống hay không? But the one thing very surprising that one weeks back I met one small kid. He's around maybe 13 years old. One kid in Hanoi. Tuần vừa rồi khi tôi ở Hà Nội thì tôi có gặp một cậu bé tầm 13-14 tuổi. His way was talking was so amazing. Cậu bé này có cái cách nói chuyện rất là thú vị. Full of the knowledge. Kiến thức cậu bé này biết cũng khá là nhiều. He told me that he was vegetarian. Cậu bé này nói với tôi rằng nó ăn chay. I asked him, you don't eat a meat. Tôi hỏi rằng con không ăn, nếu mà ăn chay thì con không có ăn thịt phải không? He told me he is a 90% vegetarian. Only 10% he eats meat. Khi mà hỏi như vậy thì cậu bé trả lời rằng dạ không, con 90% ăn chay, 10% ăn thịt. Whenever he eats meat, he used to say, "Oh, sorry cow, I have to eat you." Mỗi lần cậu bé lại nói thêm là mỗi lần con ăn thịt, ví dụ ăn thịt bò thì đang ăn thì nói là xin lỗi con bò, xin lỗi con bò. So yeah, full of the knowledge. Cái cách của cậu bé ứng xử nó có rất là nhiều kiến thức. Because the knowledge now you can get it very easily. This technology can provide a lot of the information, a lot of the knowledge you can get it. Nếu mà mình muốn kiến thức thì công nghệ có thể đưa cho mình rất là nhiều kiến thức. Thời đại này mình có thể tìm kiếm rất nhiều kiến thức sử dụng vào công nghệ. But the thinking the positive, you can get a lot of the information regarding about it. You can get a lot of the knowledge about it from Google. Tôi cũng chắc chắn rằng cái chủ đề là suy nghĩ tích cực thì mình vẫn có thể tìm ra nhiều phương án thông qua công nghệ. Nếu mình tìm kiếm ở trên Google thì mình vẫn có thể tìm ra nhiều giải pháp. So that's why I don't feel that I have to talk. Google is there. Cho nên bởi vì có Google rồi, mình tìm ra nhiều giải pháp rồi, tôi thấy mình cũng không biết phải nói gì, cũng không có gì để nói. But the one thing. Nhưng mà có một điều thế này. Can Google answer every question? Google có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi được không? There is one saying. Có một câu nói thế này. The question which cannot answer by Google. Câu hỏi nào mà Google không trả lời được? The question that Google don't have the answer. Cái câu hỏi mà Google nó không trả lời được. Buddha have that answer. Dạ thì Đức Phật trả lời được. Lot of the questions Google don't have the answer, but the Buddha have the answer. Dạ, rất nhiều câu hỏi mà Google không trả lời được nhưng mà Đức Phật trả lời được những câu hỏi đó. So when I talk about the Buddha, but don't think as something like a superhuman. Dạ, khi mà tôi nói về Đức Phật thì quý vị đừng nghĩ Đức Phật giống như là một nhân vật đầy quyền năng hay là một siêu nhân giống như vậy. The Buddha is the person who really have a very well knowledge about the psychology. He's one of the greatest psychologists Đức Phật là một người hiểu biết rất rõ về tâm của mình, và nếu mà nói đúng chính xác thì Đức Phật là một nhà tâm lý học vĩ đại nhất. Now I will talk about how we can build up. As I told you before, there are many questions. Google don't have the answer, but the Buddha have the answer, especially regarding about the psychology. Như tôi đã nói rằng có rất là nhiều câu hỏi mà Google không trả lời được, nhưng mà Đức Phật lại trả lời được. Đặc biệt về cái phương diện tâm lý của mình thì Đức Phật hoàn toàn có những câu trả lời. So that's why today I will share some of the Buddha's point of view. Buddha's point of view that what does he mean by the thinking positive. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ những trải nghiệm của mình, những hiểu biết của mình về Đức Phật. Đức Phật đã quan điểm về một lối sống tích cực như thế nào. Because mind is like garden. Bởi vì tâm của chúng ta giống như một mảnh vườn. If you look at the garden and if you don't plant any positive thought, what will if you look at the garden, if you don't plant any flowers in the garden, what will it grow in that garden? Nếu mà chúng ta có một mảnh vườn ở nhà mình không có trồng hoa, mình không có chăm sóc hoa, thì ở trong cái mảnh vườn đó sẽ mọc lên những thứ gì? What will grow? Thì sẽ mọc lên những thứ gì? Weeds. Dạ, tôi nghĩ cỏ dại sẽ mọc. Am I right? Tôi nói có đúng không à? So mind is the same. If you don't put any positive thoughts in the mind, all the negative thought will arise in the mind. Tâm của chúng ta cũng vậy, như một mảnh vườn. Nếu mà mình không gieo trồng vào đó những hạt giống của những thiện hành, những hạt giống của những việc thiện lành, những suy nghĩ tích cực, thì ở trong mảnh vườn đó, trong tâm của mình, nó chỉ có những suy nghĩ tiêu cực mà thôi. So mind is like garden. Tâm của chúng ta cũng như một mảnh vườn. So we have to plant the positive thought. Do đó mình cần gieo trồng vào đó những suy nghĩ tích cực. So here the one thing we have to know that what does actually means by the positive thought. Do đó mình cần phải suy nghĩ lại suy nghĩ tích cực nghĩa là như thế nào. I'm sure you know that the first thing is the confidence. Tôi nghĩ điều đầu tiên quý vị có thể nghĩ đến đó là lòng tự tin. But the biggest problem is that it's very difficult to differentiate between the confidence and the ego. Mình có thể nghĩ suy nghĩ tích cực nghĩa là mình sống tự tin, nhưng mà làm sao mình phân biệt được giữa tự tin và bản ngã? Some people feel that the ego is the confidence. So that's why they become very egoistic. Có nhiều người nghĩ rằng cái bản ngã của mình nó chính là cái sự tự tin của mình. Sống với cái lối suy nghĩ như vậy để khiến cho người đó trở nên ngã mạn nhiều hơn. So there is a very small difference between the ego and the confidence. Đối với lại tự tin và bản ngã thì nó khác nhau, nhưng mà nó chỉ có một cái ranh giới khác biệt rất là nhỏ. When you have to think very positively, first you need a confidence, self-confidence. Khi chúng ta muốn mình có một lối sống tích cực thì mình cần phải có tự tin trước hết. Self-confidence is not ego. Ego is not self-confidence. Tự tin không phải là bản ngã, bản ngã cũng không phải là tự tin. Lots of people. Dạ, có rất là nhiều người. Lots of people could not differentiate that. Dạ, có rất nhiều người không phân biệt giữa tự tin và ngã mạn là như thế nào. So that's why the self-confidence and ego have a very little difference. When you think that I can do it, that's a confidence. When you think that only I can do it, that's the ego. Dạ, như thế nào chúng ta có thể phân biệt được giữa tự tin và ngã mạn? Tự tin có nghĩa là mình nghĩ rằng mình có thể làm được việc đó, đó là tự tin. Còn ngã mạn có nghĩa là mình nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể làm được việc đó, thì đó chính là ngã mạn. Because many people feel that only they can do it. Bởi vì có rất là nhiều người vẫn thường hay nghĩ rằng với công việc như vậy thì chỉ có tôi mới có thể làm được. For that point of view, they see that everyone is wrong. Với cái lối suy nghĩ như vậy thì họ nhìn tất cả mọi người xung quanh, thì tất cả những quan điểm xung quanh đều là sai đối với họ. When you think that I can do it, khi mình nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó, that's the confidence. Thì đó chính là tự tin của mình. Yeah, so clear, no points. Đây là những điểm rất là rõ ràng giữa tự tin và ngã mạn. Now, how can we build up the self-confidence? Thì khi mà biết được về những khác biệt đó thì làm sao chúng ta xây dựng cho mình được sự tự tin? Ask yourself one question. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình một câu hỏi thế này. Have you ever feel that yourself as now you failed, now you cannot do? Chúng ta đã từng trải qua cái tình huống mình nghĩ rằng mình đã thất bại, mình không làm được chuyện nào đó. Sometimes like these thoughts comes in your mind. Dạ, đôi lúc có những cái suy nghĩ giống như vậy ở trong tâm mình, chúng ta đã có từng trải qua chưa ạ? Confidence is a whatever you do, most important thing is you need a confidence. Dạ, sự tự tin rất là quan trọng, bởi vì bất cứ việc gì mình làm thì mình cũng cần phải tự tin vào bản thân. To need the confidence, you need the trust. Khi muốn có tự tin thì mình cần phải có sự tin tưởng. So many people fails to gain the trust. Nhiều người mình không có thành công trong việc xây dựng cái sự tin tưởng đó. Because you sometimes you cannot trust yourself that you can do it. Đôi lúc mình cũng không tin rằng bản thân mình có thể làm được những việc mình muốn. This is one story. Có một câu chuyện như thế này. This one eagle laid the eggs. One eagle lays the egg in the chicken's farm. Yeah. Chicken farm đúng không? Dạ, có một con chim đại bàng, một con chim con đại bàng, nó đẻ một cái trứng ở trong cái tổ của con gà. Then the mother hen, she could not differentiate the her own egg and the eagle's egg. Mother hen. Dạ, thì khi mà cái con đại bàng nó đẻ trứng á, thì nó vô tình đẻ cái trứng rơi vào trong tổ của con gà. Thì cái con gà mái đó, nó ở trong cái tổ của nó không phân biệt đâu là trứng là do nó đẻ ra với lại trứng của con chim đại bàng. Then what happened is that she tried to see, sorry, she could not differentiate the her egg and the eagle's egg. Then later on, that when the eggs turns into the transform into the one egg transform into the eagle and another transform into the chicken, but the mother's hand tried to look after the all equally. Thì con gà mái đó khi mà nó ấp trứng thì nó không biết trứng nào là trứng của nó với lại trứng nào là cái trứng của con đại bàng. Khi mà cả cái tổ đó nở ra thì có những con gà con, rồi bên cạnh đó thì trong đó có một con đại bàng con. Thì con gà mái này cũng không biết đâu là con của nó, đâu là con của con chim đại bàng, thì nó vẫn chăm sóc cho tất cả mọi cái con vật đó đồng đều với nhau. Then the eagle baby and the chicken's baby, all they started to grow up together. But the eagle's baby started to think himself as a chicken. Chicken babies also started to thought that that is a chicken same as them. Những cái con gà con với lại một con chim đại bàng con sống cùng với nhau, cho nên cái con đại bàng con đó nó không nghĩ nó là đại bàng, nó nghĩ nó là con gà. Còn tất cả mọi con gà khác cũng nhìn thấy con đại bàng con đó, nó nói con này cũng là con gà. Then slow one day the eagle baby saw the one eagle flying in a very high in the sky. Then he asked the other chicken baby, what is that animal? Một ngày nào nọ thì khi mà những con gà con với lại con chim đại bàng con nó lớn lên, thì con chim đại bàng này nhìn trên bầu trời thấy có một con đại bàng thật là to bay trên bầu trời, thì nó mới hỏi những con gà con xung quanh đó là con vật đó là con gì. Then the other chicken baby told him that that is an eagle. Thì một con gà con nó mới trả lời đó là con đại bàng. So then the eagle baby told, I want to fly like that bird. Con chim đại bàng con này thấy như vậy, nó nói rằng nó cũng muốn bay giống với con đại bàng. Then the chicken babies, the baby told him that we are chicken, we cannot fly like that eagle. Xong một cái con gà con nó mới nói với con đại bàng con này, mình là gà, không bay được đâu. That eagle baby thought that he himself was a chicken. In his whole life, he thought that he cannot fly like that eagle, and his whole life spent like a chicken. Thì con đại bàng con đó bởi vì sống trong môi trường như vậy cho nên nó luôn nghĩ rằng nó chính là con gà, và nó nghĩ rằng cả đời này chắc chắn sẽ không thể nào bay được. Same thing is happening in your life. Cuộc sống của mình cũng giống như vậy. Sometimes you have a very strong potential but you are believing that you don't have it. Đôi lúc chúng ta có cái tiềm năng rất là lớn trong mình, nhưng mà mình lại nghĩ rằng mình không có khả năng. Sometimes you are believing yourself as a chicken baby. Đôi lúc mình nghĩ rằng mình là con gà con, nhưng mà trên thực tế mình không phải là con gà con, mình là con chim đại bàng. So now you might think that how you are the baby of the eagle. Bây giờ thì mình phải tự hỏi rằng bây giờ mình muốn làm con đại bàng con thì phải làm như thế nào? Still you might be thinking that you are the baby of the chicken. Chắc là mình vẫn còn đang nghĩ mình là con gà con đó chứ không phải con đại bàng con đâu. Have you heard the word called the Buddha nature? Rồi, quý vị có từng nghe một chữ gọi là Phật tính, mình có nghe được chữ này chưa à? I'm not so sure whether you have heard or not. À, tôi không biết là quý vị có đã từng nghe chữ này chưa. Buddha nature is a very simple. Dạ, Phật tánh rất là đơn giản. It says that every human have the one potential. À, khi mà nói về Phật tánh có nghĩa là nói về cái tiềm lực ở trong tất cả mọi con người. That potential to eliminate all the negative thoughts. Every human have that potential. Đó là cái tiềm lực mà mình có thể mình từ bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực trong tâm của mình. That from the Buddhism might call the Buddha nature. Theo quan điểm của đạo Phật thì gọi cái khả năng đó chính là Phật tánh. But if you look from the very scientific point of view. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn theo một cái khía cạnh rất là khoa học. You can call the inner strength. Chúng ta gọi nó là sức mạnh tinh thần. You have such an inner strength. Mình có được sức mạnh tinh thần. You can eliminate all your negative thoughts. Với cái sức mạnh đó mình hoàn toàn có thể từ bỏ hết, đánh lùi hết tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực trong tâm mình. I can prove that in the 1 minute. Tôi có thể chứng minh điều đó trong vòng 1 phút. When you look at one alcoholic person. Ví dụ chúng ta hãy nhìn vào một người nghiện rượu. That alcoholic person, do he or she have an ability to overcome that habit? Cái người nghiện rượu đó, anh ta có khả năng để có thể vượt qua được cái cơn nghiện của mình không? Do you believe that? Dạ, quý vị có tin là anh ta có khả năng để có thể cai nghiện được hay không? Did you understand my question? Dạ, quý vị có hiểu câu hỏi của tôi không ạ? Yes or no? Did you understand my question? Dạ, mọi người có hiểu câu hỏi của tôi không ạ? Okay. Today is not a Dharma teaching, okay? Dạ, hôm nay không phải là giảng pháp đâu. When today is not a Dharma teaching, you have to use your brain and think a little bit. Cho nên mình phải suy nghĩ một tí trong buổi ngày hôm nay. And the next tomorrow or then I have a Dharma teaching in the Xá Lợi Temple. Dạ, và vài ngày tới thì tôi có mấy buổi giảng pháp ở chùa Xá Lợi. Then there you don't have to think the brain, just close your eyes and sit there, just think that you will receive some blessing. Thì khi đó đi nghe giảng pháp thì mình không cần phải suy nghĩ đâu, chỉ đến chùa xong rồi ngồi nghe thầy nói, nhắm mắt lại thì mình nghĩ ồ mình sẽ nhận được giá trị của Đức Phật, vậy đủ rồi. But the one thing I'm sure. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều thế này. Difference between the today's topic and the temple topic. Cái điều khác nhau của buổi ngày hôm nay với lại cái buổi mà tôi nói chuyện ở trong chùa. From listening to this topic, you can change better, more easily. Coming to the temple's topic, I don't think that you will get any changes. You might be remain same while you coming to teaching going back. Ở đây mình nghe buổi ngày hôm nay tôi nghĩ rằng quý vị có thể thay đổi được tâm của mình đó. Còn đến chùa mình nghe những buổi mà tôi nói trong chùa, tôi không biết rằng quý vị có thể vận dụng những cái điều đó để thay đổi tâm mình hay không. Có thể là thay đổi rất ít nhưng mà buổi ngày hôm nay sẽ giúp mình nhiều hơn. Because the mainly people come for the temple teaching not to think to change themselves, just to receive the blessing. Bởi vì cái quan điểm của mọi người khi đến chùa, mình không nghĩ rằng mình sẽ học hỏi được điều gì đó để thay đổi bản thân của mình. Mình nghĩ mình đến chùa để mình nhận sự giá trị hoặc là hưởng lộc của Đức Phật vậy thôi. Today's topic, you have to try to learn something, think to change something. Còn trong buổi ngày hôm nay khi tôi nói những vấn đề này thì chúng ta hãy nghĩ rằng mình sẽ học hỏi thêm được điều gì mới để áp dụng điều đó thay đổi bản thân của mình. Okay, what's my question? Câu hỏi của tôi là gì ạ? Okay, if you look at an alcoholic person, he have an ability to change, to overcome that habit. Dạ, với một người nghiện rượu thì anh ta có cái khả năng để cai nghiện được hay không? He have, because chắc chắn là có, bởi vì that drinking the alcohol is a bad habit. Every human have an ability to come to their any habits. Dạ, bởi vì nghiện rượu nó chính là một thói quen xấu và tất cả mọi người ai cũng có những thói quen xấu. Same way the negative thought what arising in your mind, that is not the nature of the mind, that is one of the bad habit. Cũng giống như vậy, những suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm của mình không phải là bản chất của tâm mình là có sẵn những suy nghĩ tiêu cực đó đâu. Đó là một loại thói quen xấu mà mình đã tập từ rất là lâu rồi. So that's why we have the ability to overcome that thinking that way. Đó là lý do mà chúng ta hoàn toàn có cái khả năng để có thể thay đổi được tâm mình, không suy nghĩ tiêu cực nữa, mà suy nghĩ tích cực hơn. Negative thought arising in the mind, it's not a nature of the mind, it's a one habit, negative habit. Khi trong tâm mình có những suy nghĩ tiêu cực thì nó không phải là bản chất của tâm mình như vậy, mà là do mình đã bị ảnh hưởng của những thói quen xấu. So that's why that we have the full potential. Do đó chúng ta hoàn toàn có mọi khả năng. So that's why when you think that that's why, so that's why you need a trust that you trust on yourself. Chúng ta hoàn toàn có khả năng để mà chúng ta từ bỏ những cái thói quen xấu và từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng mà điều đầu tiên là mình cần phải tin vào bản thân mình. Trust is the one of the main cause to build up the self confidence. Do đó sự tin tưởng chính là cái điều quan trọng, điều tiên quyết để mình có thể xây dựng được cái lòng tự tin cho bản thân. Second point is that to build up the more positive thinking, you need a patient. Điều thứ hai nữa là để chúng ta có thể xây dựng được cho mình một lối sống tích cực thì mình cần phải kiên nhẫn trong cuộc sống. Sometimes we lose the patience. Đôi lúc chúng ta trong cuộc sống này mình mất đi kiên nhẫn. How we lose the patience? Tại sao chúng ta lại mất kiên nhẫn? Biggest mistake what we are doing in our life. Ở trong cuộc sống mình phạm một lỗi rất là lớn. We are not listening. Mình không chịu lắng nghe. We only talk. Mình chỉ biết nói mà thôi. We never listen. Và mình không chịu lắng nghe. Even you cannot, I'm sure that when you're in the home, when you get back, I think you cannot listen to what the child talks, what your wife talks and what your husband talks. Tôi nghĩ rằng có rất là nhiều người trong chúng ta khi mà về nhà mình không dành thời gian để lắng nghe những gì mà con cái mình nói, rồi người chồng, người vợ nói, mình không chịu lắng nghe những tâm sự đó. You need a patience for the listening. Do đó mình cần phải kiên nhẫn để lắng nghe. So I always used to say we have the two ears and the one mouth. Tôi vẫn thường hay nói chúng ta có hai cái lỗ tai và một cái miệng. What does that mean? Điều đó có nghĩa là gì? Listen more, talk less. Có nghĩa là nghe nhiều hơn là nói. Clear, no? Điều đó đúng không ạ? Now you tell me it's very difficult to listen. Someone is criticizing you. Nếu mà quý vị nói rằng rất là khó để lắng nghe người khác, bởi vì khi mà lắng nghe người khác thì người ta phê bình rồi nói xấu mình. It's very difficult to listen. It is very difficult to listen when someone is talking that what you are not interested. Hoặc là có những người nói những điều mà mình không thích nghe, hoặc là những điều mình không có hứng thú thì làm sao mà nghe được? Am I right? Tôi nói như vậy có đúng không ạ? So that's why if you look at many Dharma teaching session, many people fall asleep. Đó là lý do mà mỗi khi chúng ta đến nghe giảng pháp á, thì mình thường hay ngủ gục. One master. Có một người thầy. So he used to give the lot of teaching. Thầy này thường hay giảng pháp rất là nhiều. One old master. Thầy này cũng lớn tuổi rồi. So because usually if you look at most of the old master, whenever they give the Dharma teaching, they close their eye. Chúng ta hãy thường để ý là những thầy mà lớn tuổi khi giảng pháp thường nhắm mắt lại xong rồi nói huyên thuyên. Bởi vì những thầy lớn thì không cần biết là ở dưới có nghe mình hay không. Mấy thầy đó thì thích nói hơn cho nên nhắm mắt lại rồi nói huyên thuyên. So very rare old master you can see with the giving talks with the opening the eyes. Rất hiếm có những thầy nào lớn tuổi giảng pháp mà mở mắt. So that the one old master, what happened is that one night suddenly one mother came to that old master's place. Dạ, đối với thầy đó có một vị thầy cũng lớn tuổi như vậy thì có một đêm thì có một người phụ nữ chạy đến nhà của thầy đó gõ cửa. Then mother told the old master, please come to my home, please give a teaching. Người phụ nữ đó nói rằng con xin thỉnh thầy về nhà con để giảng pháp. Middle of the night. Ngay lúc nửa đêm. So master was so surprised and told that is this the time to invite me to give the teaching middle of the night? So mother told, yeah, it's the right time to invite you come to my home and give the Dharma teaching because my child could not sleep. Vị thầy này rất là ngạc nhiên, vị thầy này nói rằng bây giờ là nửa đêm rồi, đi đến nhà của cô để giảng pháp thì có phù hợp hay không, có thuận tiện hay không? người phụ nữ nói rằng dạ rất là phù hợp thầy, tại vì ở nhà con của con ngủ không được, nên thỉnh thầy về giảng pháp cho nó ngủ. So mother told him that whenever I see you, whenever giving the teaching, lots of people fall asleep. So I thought that I should invite you to the home and give the teaching to my child. So I hope that my child can sleep. Và người phụ nữ đó nói thêm là mỗi lúc mà thầy giảng pháp, con thấy học trò của thầy ngủ gục hết rồi không ạ. Cho nên con của con bây giờ nó không ngủ được, con thỉnh thầy về giảng cho con của con nó ngủ được. Because sometimes, because the listeners, I'm sure that you cannot pay the attention. You cannot listen it with someone the topic which is not interesting. With someone criticizes, I'm sure that you cannot listen that. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta ngồi nghe những gì mà mình không thích, những việc gì mình không hứng thú, hoặc là những ai đó nói chuyện phê bình mình thì chắc chắn mình sẽ không muốn nghe và cũng không có thích ngồi nghe. So that's why the patient, the second point, patient, first patient, you need the patient to listen. Do đó, đối với kiên nhẫn thì chúng ta cần phải có kiên nhẫn để lắng nghe. To patient to listen, you need a patient to acceptance. Và trước khi có kiên nhẫn để lắng nghe thì mình phải có đủ kiên nhẫn để mình chấp nhận. I'm sure that you cannot accept that what you don't like. Tôi biết rằng mình sẽ không thể nào mà chấp nhận được những điều mình không thích. You cannot accept that idea which is not your idea. Mình sẽ không chấp nhận. Which is idea which go against of your idea. Mình sẽ không chấp nhận được những quan điểm mà không phải là của mình, hoặc là mình sẽ không chấp nhận được những quan điểm nó đi trái với lại quan điểm của mình. I met one couple. Tôi có gặp một cặp vợ chồng. They decided to buy the one car. Họ quyết định là sẽ đi mua một cái ô tô. They separated the budget. Và sau đó chia cái tiền, chia cái khoản tiền đó làm đôi. But they told me to buy the car. It took a few months to buy the car. Và họ nói với tôi rằng để mua một chiếc ô tô phải mất mấy tháng mới mua được. I asked them why you cannot buy that? Why it took several of the months? You already separated the budget. Và tôi nói rằng tại sao là phải tốn nhiều thời gian mới mua được cái ô tô đó, đã chia khoản tiền đó làm đôi cho hai người rồi, tại sao lại phải tốn thời gian để mua? Because they told me that because they could not agree one point, color of the car. Và cặp vợ chồng đã nói với tôi rằng tuy là mỗi người trả phân nửa tiền của chiếc xe nhưng mà vẫn không có thỏa thuận được rằng phải mua chiếc xe màu gì, cho nên mất mấy tháng mới quyết định được. So sometimes that you cannot accept that. Đôi lúc mình không có chấp nhận. So once you cannot accept that, you lose the patience. Khi mình không chấp nhận được cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ mất kiên nhẫn. So patience is a very important point. Do đó kiên nhẫn là một điều rất là quan trọng. Even in the family, you need a very patient. Thậm chí trong gia đình của mình cũng cần phải có kiên nhẫn. So that's why the Buddha said the one thing. Do đó Đức Phật đã nói một điều thế này. Đức Phật đã nói rằng bản thân của việc tức giận, hoặc là bản thân của việc tức giận thì không phải có ác nghiệp, nhưng mà mình cần phải có cái sự rèn luyện cho bản thân mình cần phải có sự tu tập rèn luyện kiên nhẫn, thì khi đó mình mới vượt qua được những cái phiền não, vượt qua được những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm mình. Và Đức Phật đã nói rằng thực hành kiên nhẫn chính là một pháp thực hành cao quý nhất ở trong tất cả các pháp thực hành. Nếu mà mình nói cái pháp rèn luyện tâm, cái pháp thực hành nào là tốt nhất? Thì mình có thể nghĩ rằng nhiều pháp thực hành, ví dụ như là mình niệm Phật, hoặc là mình nghĩ mình thiền về một vị Bổn Tôn hoặc một vị Phật nào đó, có rất là nhiều pháp thực hành. Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng trong tất cả các pháp thực hành thì pháp thực hành tối thắng nhất, cái pháp thực hành mà tốt nhất đó chính là thực hành kiên nhẫn. Và do đó suy nghĩ tích cực thì làm sao mình có thể xây dựng được cái lối sống tích cực, trong cuộc sống của mình. Cho nên điều tiên quyết là mình cần phải thực hành kiên nhẫn. Khi mình thực hành kiên nhẫn rồi thì mình mới có thể xây dựng được một cái lối sống tích cực trong cuộc sống của mình. Tôi nói tiếp tiếng Anh hay tiếng Tây Tạng? Dạ, quý vị muốn nghe tiếng Anh hay tiếng Tây Tạng à? Dạ, nói tiếng Anh với tiếng Tây Tạng thì có một cái khác biệt như thế này. If I speak in the English and if I speak in the Tibetan, there is one very interesting point is there. Dạ, có một điều vui thế này nếu mà tôi nói tiếng Anh hoặc là tiếng Tây Tạng. If I speak in Tibetan and if I make any mistake, I can tell that's not my mistake. There's a translator mistake. I can blame to him. If I speak in the English, if I make any mistakes, then you all know that. Dạ, nếu mà tôi nói tiếng Tây Tạng á, thì lỡ mà tôi có nói sai thì tôi sẽ đổ lỗi là người phiên dịch dịch sai. Còn nếu mà tôi nói tiếng Anh thì nếu mà tôi có nói sai thì chắc chắn quý vị sẽ hiểu thôi. But the one thing that I have so many different translators, but some language translator I can understand that even I don't understand the language, I can understand that how they are translating. Yeah, thậm chí tôi đã từng nói chuyện với nhiều người phiên dịch thì cho dù là tôi không hiểu được ngôn ngữ nước ngoài, nhưng mà khi mà người phiên dịch dịch thì tôi cũng có cảm nhận được là người phiên dịch đó cái chất lượng dịch như thế nào. Because through your face expression. Tôi có thể quan sát cái thái độ của quý vị lúc mà lắng nghe thì sẽ biết được phiên dịch dịch như thế nào. Okay, okay. So yeah, so the patient, the second point. Do đó kiên nhẫn chính là điều thứ hai mà tôi muốn đề cập ở đây. Third point. Yeah, còn điểm thứ ba thế này. Third point is the most important point of the thinking the positive. Điểm thứ ba mà chúng ta cần có để mình có được cái lối sống suy nghĩ tích cực. Hope. Đó chính là hy vọng. Hope is the most important point. Hy vọng là một điểm rất là quan trọng. I think you have heard they saying in English. Tôi nghĩ quý vị biết một câu nói tiếng Anh như thế này. If you lost the money, you have lost nothing. If you lost the health, you have lost something. If you lost the hope, you lost everything. Câu nói nó như thế này, nếu mà mất tiền thì chẳng mất gì cả, nếu mất sức khỏe thì mất vài thứ đó, nhưng mà mất hy vọng là mất tất cả. So that's why the third most important thing is hope. Do đó điểm quan trọng là điểm thứ ba mà tôi muốn đề cập ở đây đó chính là hy vọng. Have you heard the one thing saying that YOLO, isn't it? You live on. Hmm? Dạ, quý vị đã từng nghe về cái quan điểm sống của giới trẻ YOLO không ạ? You only live once. You've heard that. Dạ, quý vị có nghe cái từ này chưa ạ? Dạ, YOLO, you only live once. Okay, if you don't heard it, just leave that. Okay, not heard. Dạ, nếu mà quý vị chưa nghe thì không sao. But the thing is that the hope is one of the very strongest key point to think the positive. Nhưng mà hy vọng chính là một cái điểm mấu chốt để mình có thể có được cái lối sống tích cực ở trong cuộc đời của mình. But how the hope comes? Nhưng mà làm sao để mình có được cái niềm hy vọng đó? How can the hope comes in our mind? Làm sao mình trong tâm mình có được đủ hy vọng? Hope is something like that. Hy vọng là như thế này. Sometimes, but you have to know the very clearly the difference between the hope and the wish. Mình cần phải phân biệt được giữa hy vọng và những mong muốn của mình. There's a big difference. Dạ, có một sự khác biệt rất lớn. Hope will come. Dạ, hy vọng chỉ đến. Only when you have someone to trust. Hy vọng chỉ đến khi mà mình tin tưởng vào điều gì đó. So when you have someone to trust, then only the hope can come. Mình tin tưởng vào một cái điều gì đó thì khi đó mình sẽ có hy vọng. So that's why the hope is one of the key point to think the positive. Do đó hy vọng chỉ là một cái điểm mấu chốt, là một cái chìa khóa để mình có thể có được lối sống suy nghĩ tích cực. I have always have one hope. Tôi luôn có một điều hy vọng như thế này. I always hope that I can become the Buddha one day. Tôi luôn hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ thành Phật. No matter that whether it's true or false. Không cần biết rằng cái điều đó nó có đúng hay là sai. It can be wrong. Dạ, cái việc mà tôi thành Phật đó không cần biết là nó đúng hay sai, nó có thể là sai. It can be right. Mà nó cũng có thể đúng. But that hope makes me live. Dạ, nhưng mà cái hy vọng vào việc đó, hy vọng vào điều đó, nó giúp cho tôi có cái động lực, giúp cho tôi trong cuộc sống này. That's why I feel that I can become a Buddha. I can become the Buddha. So that makes me that the every challenges, I think that I can overcome it because I can become a Buddha. Bởi vì tôi tin rằng tôi sẽ thành Phật vào một ngày nào đó. Bởi vì chính cái niềm hy vọng đó nó giúp tôi có được cái động lực, niềm sức mạnh để tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn và trở ngại trong cuộc sống của tôi. So that's why the hope is a key point to live. Do đó hy vọng chính là một điểm mấu chốt để mình có suy nghĩ tích cực. Okay, thank you. So I will stop here. Thank you very much. So I will leave for the 10-15 minutes for the question answer session, then we will stop. Okay? Tôi cảm ơn quý vị. Tôi sẽ dừng ở đây và ở phần còn lại thì có 10-15 phút tôi sẽ trả lời những câu hỏi. But I know that you might ask me the questions, but I have one question, okay? Tôi biết rằng quý vị sẽ hỏi tôi những câu hỏi nhưng mà trước tiên thì tôi muốn hỏi một câu trước. That question I will ask and you don't have to answer, okay? You just think. Dạ, tôi sẽ hỏi một câu nhưng mà quý vị không cần phải trả lời, hãy cứ suy nghĩ cho bản thân mình thôi. My question, I will ask the one question and you make the notes, okay? Dạ, tôi sẽ hỏi một câu hỏi và quý vị có thể ghi chú xuống, ghi câu trả lời của mình xuống. That notes you don't have to give me, okay? Dạ, cái phần ghi chép này thì quý vị không cần phải đưa cho tôi xem. Also you don't have to throw it. Dạ, nhưng mà mình cũng đừng có vứt đi. You have to read that, okay? Dạ, mình phải viết xuống cái câu trả lời xong rồi mình hãy đọc đi đọc lại cho bản thân mình. Question is very simple. Câu hỏi rất là đơn giản. What you learn from the today's my talk, write that, okay? Dạ, chúng ta hãy ghi xuống những gì mà mình học được trong buổi nói chuyện của tôi ngày hôm nay. And the second question is that what you learn from the today's talk, when you are going to apply that. Dạ, điểm thứ hai đó là những gì mà mới mà mình có thể học được mà mình nghĩ là mình sẽ giúp cho bản thân mình đó, thì khi nào mình sẽ áp dụng những điều đó trong cuộc sống của mình. Two questions, no? Dạ, có hai câu hỏi. Clear, no? Dạ, hai câu hỏi rõ không ạ? What you learn from the today's talk, number one. Number two is when you are going to apply that in your life. Dạ, câu hỏi có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là hôm nay mình học được điều gì mới, và câu hỏi thứ hai đó là với những điều mới đó khi nào mình sẽ áp dụng. Okay, do that. Okay. Dạ, chúng ta hãy. I know that many times comes for the talk to listen. Then once you get back, you will forget that everything what I talk. Dạ, tôi biết rằng có rất nhiều lần quý vị đến nghe tôi nói, xong rồi mình về nhà mình lại quên đi, lại không áp dụng vào trong cuộc sống của mình. It is not like a food party. When you go to the food party, just eat and enjoy the drink. Then you don't have to think too much. Không, mình đến thì mình nghe không phải giống như mình ăn tiệc. Mình ăn tiệc là mình chỉ đến ăn no xong rồi đi về, xong rồi mình lại quên. Today really I wish that what I share with you may that benefit you. That's my real wish. Cho nên hôm nay tôi mong muốn rằng những gì tôi chia sẻ, những kinh nghiệm tôi chia sẻ sẽ mang lợi lạc đến cho quý vị. Okay, thank you very much. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Few minutes for question answer. Tôi sẽ dành ra vài phút còn lại cho phần hỏi đáp. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con tên là Cẩm Nhung. Con có một câu hỏi là con muốn hỏi về tự tin. Có khi nào mình là một con gà nhưng mà mình lại nghĩ mình là một con đại bàng, và mình cố gắng bay, mình cố gắng thật là nhiều nhưng thực sự là mình không bay được, thì cái đó gọi là tự cao hay là tự tin quá? Thì mình nên làm thế nào để xác định được giữa cái năng lực của mình và cái ước muốn của mình, những cái mà mình có thể làm á? Dạ, con xin hết, con cảm ơn thầy. Dạ, câu hỏi rất là hay à. Yeah, we are eagles baby. We are not chicken baby. Mình phải xác định đầu tiên là mình là con đại bàng chứ không phải là con gà. You know, you have to know the one thing very important point. Mình phải biết một điều rất là quan trọng như thế này. Because we are believing that we are the chicken's baby. Bởi vì mình tin rằng mình là con gà con. We try to fly. Mình cố gắng bay. We try to fly and we fall down 1 or 2 times. Then we will lose the hope. Then we will lose the confidence. Dạ, mình nghĩ là mình là con gà con nên mình cố gắng bay. Mình bay lần đầu không được, lần hai không được, mình thất bại. Khi thất bại thì mình lại mất hy vọng. Khi mất hy vọng đó thì mình lại nghĩ rằng mình chỉ là con gà. If you look at a baby, nếu mà mình nhìn vào một đứa trẻ, when they started to walk, và cái đứa trẻ đó bắt đầu tập đi, how many times they fall down? Thì cái đứa bé tập đi đó nó đã té bao nhiêu lần, nó đã ngã bao nhiêu lần? More than 1000 times. Nó té rất là nhiều lần. I think the most of the mothers knows that. Tôi nghĩ rằng những người mẹ sẽ biết được điều đó. Am I right? Tôi nói có đúng không? Thousand times. But if the kid stopped to walking because of the fear of the falling down, that baby will never walk in his whole life. Đứa bé đó nó đã ngã cả ngàn lần trước khi mà nó biết đi. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà đứa bé đó chỉ sau vài lần vấp ngã đầu tiên mà nó lại sợ cái chuyện đi đứng đó và nó không chịu đi nữa, thì cả đời nó sẽ chẳng bao giờ biết đi. Am I right? Tôi nói có đúng không ạ? So when first look at our life, when we start to, first thing is what we have learned. We learn to walk. To learn that we fall 1,000 times, but we never lost the hope. The baby never lost the hope, and he tried again and again. That is the one key point. So then he started to learn how to walk. Cuộc sống chúng ta bắt đầu với việc mình tập đi, đó là một cái thành công đầu tiên trong cuộc sống của mình. Và trước khi mình biết đi, trước khi mình thành công trong chuyện đó thì mình đã phải ngã rất là nhiều lần. Và mình không có mất kiên nhẫn, mình vẫn kiên trì, mình tiếp tục để một ngày nào đó mình biết đi, và mình sẽ không mất kiên nhẫn trong việc đó. Sometimes when we fail 2 or 3 times, then we will get scared. Then we will think that we cannot do that. Đôi lúc chúng ta làm việc gì đó mà mình lại thất bại 1 lần, 2 lần thì mình lại sợ chuyện đó, và mình sẽ không còn đủ kiên nhẫn để mình tiếp tục nữa. That is the one thing. Đó là một điểm. Second thing is when I'm saying the way the eagle baby. Khi mà tôi nói rằng chúng ta là một con đại bàng con. But we are the eagle baby does not mean that we are the phoenix Garuda. Khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta là một con đại bàng con, không có nghĩa lúc đó mình là một con phượng hoàng. Sometimes our expectation will be too high than the reality. Đôi lúc mình có những kỳ vọng nó vượt ra ngoài cái khả năng của mình, vượt ra ngoài cái thực tế. Sometimes we expect too much than in the reality. Đôi lúc mình kỳ vọng quá nhiều, mà cái kỳ vọng của mình là nó vượt ra ngoài cái khả năng của thực tế. When I say we are the baby of the eagle, but don't expect that the eagle should be like the Garuda. Garuda or phoenix, Garuda. Khi mà chúng ta nghĩ rằng mình là con đại bàng con thì khi đó mình đừng nghĩ rằng khi mà mình làm con đại bàng đó thì con đại bàng phải giống như con phượng hoàng. Mình đừng bao giờ nghĩ như vậy. So third point. Điểm thứ ba. Look back 5-6,000 years back. Chúng ta hãy nhìn về 5.000 hoặc 6.000 năm trước. Buddha might be the same as us. Thì lúc đó Đức Phật cũng giống như là chúng ta như vậy thôi. But now he have transformed totally different human. Nhưng mà bây giờ cho đến bây giờ thì Đức Phật đã hoàn toàn chuyển hóa được bản thân của mình. We remain the same as before. Còn chúng ta thì bây giờ vẫn vậy. Because he believed that he is an eagle. Bởi vì Đức Phật bản thân Ngài tin rằng Ngài chính là con đại bàng. We believe we are the chicken. Còn chúng ta nghĩ chúng ta là con gà con. That's why that makes a big difference between. Dạ, đó là cái điều khác biệt giữa Đức Phật với lại chúng ta. Okay, another question. Dạ, câu hỏi khác à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, thưa thầy xin cho phép con được hỏi câu hỏi là đôi khi con có động cơ giúp đỡ người khác với một cái tâm, khi con quan sát tâm thì ban đầu là một cái động cơ hoàn toàn là trong sáng. Nhưng sau khi trong cái quá trình giúp đỡ người khác đó thì con lại thấy tâm mình là ở đoạn giữa thì con lại thấy cái bản ngã nó len lỏi vào, hay là đoạn cuối thì bản ngã nó len lỏi vào. Nó có thể nó muốn chứng tỏ mình hay là một điều gì đó. Thì khi con quan sát thấy tâm hành này thì con nên xử lý nó như thế nào? Xin Thầy từ bi trả lời cho con câu hỏi này. Hay gì đâu. Ok. Now, first, where there are many difference of the negative emotions. Negative, intention and negative emotion, đúng không? Với những suy nghĩ tích cực như vậy thì chia ra nó có rất là nhiều loại, rất nhiều mức độ. Sometimes it's quite complicated to see the benefiting the other and the self-interest. Đôi lúc rất là khó để phân biệt, trong những tình huống rất là khó để phân biệt rằng mình đang thật sự mình mong muốn làm lợi lạc cho người khác hay là mình đang muốn chứng tỏ bản thân mình, đó là cái lợi ích của cá nhân mình. Because when I think the benefit the people. Bởi vì khi mà tôi nghĩ rằng tôi muốn làm lợi lạc cho người khác. Deep down I have a small self interest. Ở ở tận sâu ở trong cái mục tiêu đó, trong cái động cơ đó, nó còn một chút lợi ích cá nhân. I feel that I can become the Buddha very fast. Tôi nghĩ rằng tôi vì giúp đỡ người khác, chính chuyện đó nó sẽ giúp tôi thành Phật nhanh chóng. One thing is very open with this world system is a give and take. Nhưng mà một cái điều rõ ràng là thế giới này vận hành theo cái quy tắc cho nhận. More you smarter, more you take back better. Nhưng mình càng thông minh như thế nào thì khi đó mình sẽ nhận về càng nhiều càng nhanh hơn. I'm benefiting. I want to become the Buddha. I'm benefiting the people because I want to become the Buddha. Bởi vì tôi giúp đỡ người khác là bởi vì tôi muốn thành Phật. So this is also the whether it's called this is also there is some small thinking the benefiting the self. Và đây cũng chính là một cái khoảng nhỏ khi mà mình nghĩ rằng mình cũng làm lợi lạc cho chính bản thân mình. But the calculation is very simple. Nhưng mà cái ở đây cái phép tính toán này rất là đơn giản. More you benefit the people. Mình càng làm lợi lạc nhiều cho người khác. More happiness you can gain. Thì mình sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. More you think for the others. Mình càng làm điều tốt cho người khác. More peace will get in your mind. Thì mình sẽ có được nhiều an lạc trong nội tâm mình hơn. This is the one universal law. Đây là một cái quy luật chung của thế giới. We cannot change that. Mình không có thay đổi được cái quy luật này. We have to follow that. Mình cần phải tuân theo quy luật. But we are not understanding that. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu được đúng đắn về cái quy luật này. We will think the more benefiting the self, less benefiting the others. Trong cái quy luật đó, mình làm lợi lạc nhiều cho người khác thì mình sẽ được nhiều hạnh phúc. Nhưng mà mình không nghĩ được như vậy. Mình luôn nghĩ về bản thân mình nhiều hơn là người khác. Mình muốn lợi lạc cá nhân của mình nhiều hơn là người khác. That's why we suffer. Đó là lý do mình vẫn luôn phải chịu khổ. I can give you the very simple example. Tôi có thể lấy ra một ví dụ đơn giản như thế này. You just walk in the mountain. Ví dụ mình lên đi ở trên núi. When you walk in the mountain in the very remote area, okay? Khi mà mình sống đi trên núi ở trong một cái vùng rất là hẻo lánh. In the top of the mountain, if you find the 10 gold coin. Ở trong cái vùng hẻo lánh trên núi đó, nếu mình đang đi dạo và mình tìm thấy có 10 đồng vàng. Will you be happy? Khi đó mình có hạnh phúc không ạ? Lúc đó mình có vui, có hạnh phúc không ạ? Yes or no or... Dạ có vui không ạ? If you're not happy with the 10, think about 100 gold coins. Dạ, nếu mà mình thấy 10 đồng vàng vẫn chưa đủ là mình vui thì mình hãy nghĩ tới 100 đồng. Not happy with 100, think the 1000 gold coin you find it. Nếu mà mình thấy 100 cũng không đủ, mình nghĩ mình tìm thấy 1000 đồng. Will you feel happy or not? Nếu mà mình tìm được cái số vàng mà mình muốn ở trên núi, lúc đó chỉ có một mình thôi thì mình có thấy vui không ạ? Okay, if you win the lottery, will you be happy? Bây giờ đổi chủ đề, nếu mà mình trúng số mình có vui không ạ? $100,000 if you win the lottery. Nếu mà mình trúng số trị giá là 100.000 đô Mỹ mình có vui không ạ? Okay. You have win the lottery and you win the $100,000 US. Okay, you will be happy. Dạ, mình đặt vấn đề ở đây là mình trúng số và mình trúng được cái trị giá giải thưởng là 100.000 đô la Mỹ thì mình vui. Now you bring back that $100,000 cash in your house, okay? Dạ, bây giờ mình đem 100.000 đô la Mỹ đó bằng tiền mặt về nhà của mình. After 10 days. Dạ, sau 10 ngày. When you lose that $100,000, will you feel sad? Nếu mà mình mất cái khoản tiền 100.000 đô Mỹ đó thì mình có buồn không ạ? Yes. That is very normal. Dạ, chắc chắn là sẽ buồn, điều đó rất là bình thường. But here the one question comes. Happiness of the winning the $100,000 is a longer, or the sadness or unhappiness losing of that $100,000 will be longer. That's the question. Câu hỏi đây là cái khoảng thời gian mình vui khi mình trúng số với lại cái khoảng thời gian mình buồn khi mà mình mất cái số tiền trị giá tương đương thì vui lâu hơn hay là buồn lâu hơn? Losing will be longer, but here I have to ask you the one question: why? Why unhappiness should be longer? Because you are happy because of the 100,000, you are sad because of the 100,000. Amount is the same. By why the unhappiness should be longer? Why? That's the question. Dạ, mình buồn lâu hơn, nhưng mà câu hỏi ở đây là tại sao mình lại buồn lâu hơn? Là bởi vì mình trúng số cái trị giá giải thưởng là 100 ngàn. Còn mình mất thì mình cũng chỉ mất 100 ngàn. Nếu mà tính thì cái niềm vui với nỗi buồn nó phải bằng nhau. Tại vì cái giá trị của cái giải thưởng là 100 ngàn là bằng nhau. Mà tại sao mình lại buồn lâu hơn là mình vui? Yeah, maybe, yeah. Because of our way of the thinking that makes the suffering longer, pain longer, happiness shorter. Not because of the 100,000, because of the way of the negative thinking. Yeah, không phải, ở đây không phải là cái trị giá giải thưởng nó khiến mình buồn lâu hơn vui, nhưng mà do cái cách tư duy mình, do cái lối sống của mình đã quen với cách suy nghĩ như vậy, chính cái cách suy nghĩ đó nó khiến cho mình cảm thấy cái nỗi buồn, cái đau khổ nó kéo dài lâu hơn là những niềm vui, những hạnh phúc của mình. So that's why when we do the good thing, sometimes the negative emotion might come. À, cũng giống như vậy, khi mà mình làm điều tốt thì ở trong lúc mà mình làm những việc tốt đó thì đôi lúc mình cũng có những suy nghĩ tiêu cực. Whenever negative emotion come, you have to look at that negative emotion. Những suy nghĩ tiêu cực đó, những phiền não đó, khi mà nó hiện diện ở trong tâm mình, mình phải trực diện, mình phải nhìn thẳng vào nó. You try to search that, where's that negative emotion. Khi đó mình hãy tìm kiếm xem tại sao mình lại suy nghĩ tiêu cực như vậy. You cannot find it. Lúc đó mình không tìm thấy tại sao. Whenever negative emotion, try to search that, where's that negative emotion. Khi mà mình thấy rằng ở trong tâm mình có xuất hiện cái suy nghĩ tiêu cực đó, mình hãy tìm xem cái suy nghĩ tiêu cực đó, cái phiền não đó nó nằm ở đâu. These all negative emotion rise from the mind. Những cái phiền não đó, những suy nghĩ tiêu cực đó, nó từ tâm mình mà trỗi dậy. When you try to search the mind, khi mà mình tìm khắp trong tâm mình để xem nó nằm ở đâu, you will find the one. Khi đó mình sẽ tìm thấy một điều. Tong kham, isn't it? Tánh không. That's the point, final point. The Buddha was explaining that point. Yeah. But it might take little time, okay? With the practice, I'm sure, then you will get much closer. Dạ, đó là cái điểm rốt ráo, điểm rốt ráo mà Đức Phật muốn đề cập đến, đó chính là tánh không ở trong tâm của mình. Nhưng mà để thực hành được chuyện đó thì chúng ta cũng cần phải mất nhiều thời gian để mới có thể làm được chuyện đó. Okay. And the last question. Okay, I will leave for the one last question. Dạ, câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ, con xin giới thiệu, con tên là Ánh Loan ạ. Và cái câu hỏi ngày hôm nay con muốn đặt ra là những cái việc mà hiện con đang vướng phải ở trong công việc của con á, là có những lúc mình rất muốn làm một cái gì đó để cho mọi người được hạnh phúc, thì mình cũng cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đó nhiều hơn ở trong tâm của mình. Tuy nhiên con đã từng cố gắng, con làm cái việc đó và bênh vực một số cái anh chị đồng nghiệp á, họ làm đúng, nhưng mà có những cái thế lực ở trên cao hơn áp xuống rằng là cái việc đó sai. Nhưng mà cuối cùng mình tranh đấu nhưng mà mình vẫn không được. Có nghĩa là họ áp xuống rằng là sai nhưng mà chúng ta vẫn phải nghe theo á. Thành thử ra những lúc như vậy mình về mình rất là trăn trở rằng là ôi sao cái cuộc sống của mình bây giờ nó có nhiều cái tiêu cực quá. Mà hình như á, là cái xấu có vẻ nó thắng cái tốt thì phải. Cho nên là nhiều lúc con cảm thấy bất lực. Rằng là tại sao cái tốt nó không được chiến thắng, mà lúc nào mình cũng phải đi theo những cái việc xấu bằng một cái quyền lực gì đó áp xuống. Cho nên con rất là bức xúc. Trong những lúc như đó thì con không biết là mình nên xử lý như thế nào để cho các anh chị đồng nghiệp cũng như là các bạn của con về cái đúng á, họ cảm thấy là họ hài lòng hơn, họ cảm thấy là suy nghĩ được tích cực hơn trong cuộc sống. Con luôn trăn trở cái việc đó và cũng mong là thầy giúp con có thể đưa ra được câu trả lời để con thực hành trong cái cuộc sống của mình. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Dạ, có một câu hỏi khác nữa. Dạ, hỏi luôn ạ. Dạ, tôi sẽ trả lời hai câu hỏi cùng một lúc. Hello sir, I have a question for you. Nowadays, a lot of people they have face a lot of trouble and terrible problem in their life, like such as kicked out of the company, or fell in love, or serious illness. In a day, how they can to overcome the rock, how they can overcome problem in one day. Fell in love, kicked out of the company, and the serious illness. Dạ, câu hỏi là trong cuộc sống có nhiều người, chúng ta gặp nhiều vấn đề khó khăn, rắc rối. Ví dụ như là chia tay với lại bạn trai, bạn gái, hoặc là bị đuổi việc. Với những khó khăn đó, với những cái đau buồn đó, thì làm sao mà cái phương pháp nào để mình có thể mình vượt qua chỉ trong vòng một ngày? Ok. One day. No, you want the one rather to overcome the one day. Yeah, bây giờ chúng ta nói đến cái biện pháp trong vòng một ngày. One day is too long. I will give you the 1 minute. Dạ, một ngày dài quá, tôi sẽ hướng dẫn biện pháp chỉ trong vòng 1 phút thôi. But one thing, 1 minute, but you have to follow that, okay? Then you can overcome. Nhưng mà ở trong 1 phút này chúng ta phải hoàn toàn nghiêm khắc là phải làm theo hướng dẫn thì mới có thể thành công được. Like when you break up. Ví dụ mình chia tay người yêu. When you break up with a girlfriend or the boyfriend. Mình chia tay bạn trai hoặc là bạn gái. There's a two way of the looking at it. Thì mình có thể nhìn nhận cái việc này theo 2 cách như sau. Most of people felt sad because of the losing of the boyfriend or girlfriend. Nhiều người cảm thấy rất buồn vì thất tình. But the one thing you have to look at a very different point. Nhưng mà mình cần phải nhìn nhận theo cái quan điểm khác. Chinese there is a one saying. Người Hoa, người Trung Quốc có một câu nói thế này. I will speak in Chinese, okay? Tôi sẽ nói bằng tiếng Hoa. Later I will translate it. Dạ, sau này tôi sẽ dịch lại. Châu the pu chu, xing the pu lai. That means if the old ones not go, new one won't come. Dạ, câu đó có nghĩa là nếu mà cũ không đi thì mới không tới. If you break up with a new girlfriend, one girlfriend, you might get a new girlfriend. Có nghĩa là nếu mà bạn gái cũ, bạn trai hoặc bạn gái cũ mà không chia tay á, thì làm sao có được bạn trai hoặc bạn gái mới? Opportunities there. Cho nên là mình phải nhìn thấy cơ hội trong cái chuyện chia tay đó. You might get a better girlfriend than that. Mình sẽ có cơ hội có bạn gái tốt hơn. But you will not think that. You will lose only think that you are losing and losing that side. That makes you unhappy. Nhưng mà mình lại không thấy cái mặt cơ hội, mình chỉ thấy cái mặt đau khổ của mình là mình mất người cũ thôi, không thấy là cơ hội mình có được người mới. Okay, so maybe you have to look from the very optimistic. You will be maybe now you have the chance, opportunity to get the better girlfriend. Dạ, do đó mình cần phải thấy được cái cơ hội rất là tốt ở trong chuyện chia tay đó, nghĩa là mình sẽ có bạn gái mới tốt hơn. Thì mình phải nhìn theo cái quan điểm tích cực như vậy. Okay, so that is the thing that you have to look. Okay, 1 minute it will change in your mind. Dạ, nếu mà mình nhìn nhận như vậy chỉ trong vòng 1 phút thôi là cuộc sống mình sẽ thay đổi. Yeah, they say. Có một câu nói thế này. The one we break up with the girlfriend or the boyfriend, when they later on they get a new boyfriend and new girlfriend, they always think that wow, that's a really you are blessed that the breaking with the first one. Có một câu nói thế này, nếu mà mình chia tay bạn trai hoặc bạn gái rồi, sau này mình lại có người mới đó, lúc đó khi mà mình đã có người mới rồi, mình sẽ nghĩ là ồ, hồi xưa chia tay thật là may mắn. Okay, that is a okay, that is second thing. Điều thứ hai như thế này. Generally when you look at the relation. Trong một cái mối quan hệ của mình. Mostly relation breaks. Khi cái mối quan hệ đó nó bị chấm dứt. Because the too much too high expectation. Bởi vì mình kỳ vọng quá nhiều vào cái đối phương trong cái mối quan hệ đó. Less understanding. Và bên cạnh đó mình lại không thấu hiểu lẫn nhau. Because all of that importance is that the understanding is a very important. Bởi vì trong bất kỳ một mối quan hệ nào thì cái sự thấu hiểu cũng cực kỳ quan trọng. But please don't misunderstand me. Okay, I'm a monk. Don't think that I fall like this romantic love. Okay, I never fall that. I'm a monk from the since age of 5. Okay. Tôi đang nói về chuyện quan hệ yêu đương mà quý vị đừng có hiểu lầm. Từ nay tôi đã từng yêu rồi. Tôi đi tu từ còn nhỏ tới bây giờ chưa yêu bao giờ. Because as I told, the Buddha is the one of the greatest psychologists. So I studied the Buddhism very well. So I understand how the mind works. Bởi vì tôi đã từng nói với quý vị rằng Đức Phật là một nhà tâm lý học vĩ đại. Đức Phật đã dạy cho chúng ta những bài học rất là sáng suốt. Bởi vì tôi đã học Phật pháp từ hồi nhỏ, cho nên tôi học được những bài học từ Đức Phật. Okay, so understanding. Then the third point, the trust is very important in the relation. Điểm thứ hai là chúng ta phải thấu hiểu lẫn nhau, và điểm thứ ba là phải có niềm tin đối với nhau. To build the trust, it takes so long. Để có thể xây dựng được niềm tin thì cần một khoảng thời gian rất là dài. Small suspicions can break the trust. Mà chỉ có một cái điều nghi ngờ nhỏ nhỏ thôi cũng đủ để làm mất đi niềm tin đó. So that's why the trust is very important. Do đó niềm tin lẫn nhau là một điểm rất là quan trọng trong những mối quan hệ. to get the trust, first you have to trust 100%. Then they will trust you. Để mình có thể có được niềm tin từ người khác thì đầu tiên mình phải tin trước. Khi mà mình tin đối phương hoàn toàn thì khi đó đối phương sẽ có thể tin tưởng lại mình. Okay. Now the one thing, one solution. Bây giờ lại có một giải pháp khác. When you break up the relation in the 1 minute. Và khi mà mình chia tay thì sẽ lại có thêm một giải pháp 1 phút. Overcome the problem. Để có thể vượt qua cái đau khổ đó. Be monk. Dạ, dạ đi tu đi. Leave everything and become a monk. Okay. Dạ, bỏ hết tất cả rồi đi tu. Then you don't have to think all this complicated relation. Rồi mình không phải nghĩ đến những vấn đề phức tạp, những mối quan hệ phức tạp nữa. Okay, but I'm sure because young right now your age you will not think that, but keep as an option, okay? Dạ, tôi biết rằng bây giờ quý vị có những bạn còn trẻ thì chắc sẽ không nghĩ đến cái lựa chọn thứ ba, cái lựa chọn thứ ba này đâu. Nhưng mà chúng ta hãy giữ đó là một cái lựa chọn cho riêng mình. Many people become alcoholic, depression, stress because of the problem with the relation. Dạ, có rất là nhiều người nghiện rượu rồi bị trầm cảm, rồi bị căng thẳng bởi vì họ gặp khó khăn trong những mối quan hệ. So that's why I give you the one option, okay? À, do đó tôi cũng đề nghị một cái phương án lựa chọn thứ ba. Also, as I told you, because generally in the relation, okay? Vậy nhưng mà nói chung ở trong các mối quan hệ. Generally in the relation, that the trust is the most important, okay? Never use the lie. À, thì sự tin tưởng lẫn nhau là một điều rất là quan trọng mà chúng ta đừng bao giờ nói dối nhau trong những mối quan hệ. When you write a letter to your girlfriend. À, ví dụ khi chúng ta viết thư cho bạn gái. Don't use the lie. Chúng ta đừng bao giờ dùng những từ ngữ nói dối trong đó. Sometimes they exaggerate the letter. Đôi lúc mình để phóng đại cái cảm xúc của mình trong cái bức thư. One lady told me. Có một người phụ nữ nói với tôi thế này. Her husband before she used to tell her that she really looks like an angel. Cô ta nói với tôi rằng thời xưa chồng cô ta thường hay nói với cô ta rằng cô ta là một thiên thần. If you really feel and tell like that, that's very true. Without feeling that, makes her happy. If you tell that, that's a lie. You should not use that lie. Nếu mình thật sự cảm nhận điều đó và mình nói thì không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mình không có cái cảm xúc thật sự mà mình lại nói điều đó để khiến cho đối phương vui thì đó lại là một lời nói dối. So that's a very important, okay? Cho nên là điều quan trọng là mình không nói dối. Okay, that's a trust. Trust will come only when you tell the truth. Mình cần phải có tin tưởng chỉ có khi nào mà mình nói thật với nhau, không nói dối với nhau. Okay, that's the one important point. Okay, yeah, đó là một điểm quan trọng. Okay, then the other question they had it. Okay, the boss issue, isn't it? Dạ, câu hỏi của chị về cái vấn đề cái xấu trong xã hội nó lấn át cái tốt. Okay, boss issue. Dạ, về ví dụ như là có cái thế lực khác lại áp đặt mình là sai. I think the question, if I understand that, you asked me that when the boss tell you the wrong and the that feeling the hurting, isn't it? Dạ, có nghĩa là ví dụ mình làm ở trong công ty á, thì sếp của mình lại cho dù mình làm đúng nhưng mà sếp mình lại nói mình làm sai thì cái cách hành xử như vậy sẽ khiến mình cảm thấy bị tổn thương, đúng không ạ? Actually, you are hurting because of your ego. Thật sự mình bị tổn thương là bởi vì cái bản ngã của mình. Because you feel very strongly you are the right. Bởi vì mình luôn nghĩ lúc nào mình cũng đúng. You cannot accept that. Mình không thể chấp nhận được cái tình huống đó. Because of the ego. Bởi vì bản ngã của mình. So that's why the Bodhisattva there is a one practice. Cho nên các vị Bồ Tát có một cái pháp thực hành như thế này. It said that I will take all the loss, I will give the advantage to the other. Các vị Bồ Tát có một pháp thực hành như thế này, có một lời nguyện nhận hết tất cả mọi phần thua thiệt và để phần thắng cho tất cả mọi người. That you have to practice that. Mình cần phải thực hành theo cái quan điểm như vậy. Mentally you have to think that now all the bad things, negative things I will take, all the happiness and the good thing I will give to the sentient beings. Và mình hãy luôn nghĩ như vậy, giống như là một vị Bồ Tát nghĩ rằng mình sẽ nhận hết tất cả mọi phần thua thiệt và mọi đau khổ về mình và tất cả mọi hạnh phúc và mọi niềm vui của mình mang đi trao cho người khác. To practice it. Nhưng mà để thực hành được như vậy. Not difficult. Nhưng không phải là một chuyện khó. Very difficult. Nó là chuyện rất khó. But practice two or three. When you do it one or two times. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng mình thực hành trong 1-2 lần. It will become much easier. Thì nó sẽ dần dần dễ hơn. Whatever you practice, when you practice it again and again, then it will become more easy. Khi mà mình dùng thời gian mình dần dần mình thực hành như vậy thì càng về sau sẽ càng dễ hơn đối với mình. Also, this practice is very effective. Và pháp thực hành đó cũng là một cái cách thực hành rất hữu hiệu. Also, this is a practice of the Bodhisattva. Và đó cũng là cái phương pháp thực hành của các vị Bồ Tát. Okay, so that is the one thing that you have to practice. Đó là cái điều mà mình cần nên thực hành và nên áp dụng. Okay, clear, no? Yeah, mình rõ phương pháp này không à? Okay, so today what I told. Okay, thank you very much. Okay, then I will stop here. Thank you. Tôi sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, thời lượng chương trình chúng ta đến đây đã kết thúc và quý vị có câu hỏi, xin quý vị để lại câu hỏi tại địa chỉ email info@diepca.com. Xin đọc lại info@diepca.com. Câu hỏi sẽ được lưu lại và chuyển đến Ngài Khangser Rinpoche trả lời qua hộp thư mail của quý vị. Và chương trình đến đây đã kết thúc. Xin thay lời ban tổ chức thành tâm cảm niệm công đức của tiến sĩ Khangser Rinpoche và chư tôn đức quý sư đến từ các vị Lạc Ma, đến từ Ấn Độ cũng như Nepal, và quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý vị đến tham dự pháp hội ngày hôm nay. Trước khi chương trình kết thúc, để thay cho lời cảm ơn, xin mời đại diện của ban tổ chức chị Trần. Thứ nhất là xin mời chị Văn Xuân Thảo đi ha, tặng hoa, và xin mời chị Trần Thị Quyên xin thay lời ban tổ chức để gửi lời cảm ơn đến Ngài Khangser Rinpoche. Xin mời chị Trần Thị Quyên. Xin một tràng pháo tay. Dạ, kính thưa Ngài Khangser Rinpoche, kính thưa Pháp hội. Hôm nay thì duyên lành mình được Ngài Khangser Rinpoche đã đến đây để dạy bảo cho chúng ta. Cảm ơn Ngài và cảm ơn các bạn. Chúc các anh chị an lạc trong cuộc sống. Dạ, xin cảm ơn ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.